Thì Dương mến chào quý cô chú, anh chị em và các bạn. Ở Việt Nam đó quý vị, khi mà du học sinh họ đi học ở nước ngoài đó, họ thường tìm cái cách để mà họ ở lại nước ngoài để họ làm việc, rồi sau đó họ tìm cách để họ định cư luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem những người du học sinh đó họ suy nghĩ như thế nào. Khi mà có một số người nói như thế này: du học sinh à, đi đi đừng có quay về. Đi Mỹ được rồi, về làm gì? Tại sao họ lại khuyên như vậy hả quý vị? Thì đây là tâm trạng của một bạn học sinh Việt Nam, bạn du học sinh Việt Nam đến Mỹ. Bạn chia sẻ như thế này: tôi á, năm nay 21 tuổi, đang du học tại Mỹ. Kết thúc 4 năm đại học, tôi muốn về Việt Nam, nhưng ai cũng ngăn cản hết á. Đi đi đừng có về. Bố mẹ tôi làm trong ngành y. Hai người bắt đầu nói về chuyện du học và định cư tại Mỹ khi tôi mới học lớp 11. Mẹ thường hay kể công việc hàng ngày tại bệnh viện để tôi hiểu lời hối thúc đừng có về Việt Nam nha con, bắt nguồn từ 20 năm sống trong những cái bực tức của mẹ. Bệnh viện của mẹ có một bác giám đốc lên chức từ những năm 80 đó con. Kể từ đó đó, bác đã cho không biết bao nhiêu họ hàng từ Bắc, Trung vào làm hộ lý, điều dưỡng rồi kỹ thuật viên. Với một cái quyền lực mềm của ông giám đốc này đó, bác chỉ nói một tiếng, có anh trưởng khoa nào mà không dám nhận người chứ? Toàn là con ông cháu cha hết đó. Còn những học sinh, sinh viên chính quy đó, nắm cái tấm bằng đại học, phải trầy trật, khổ sở để được bước chân vào cổng của bệnh viện. Không chỉ ở đây đâu, mà bất cứ nơi đâu tại Việt Nam này đó, cũng có những cái quyền lực mềm giống thế hoặc là hơn như thế. Nhiễu nhương lắm, hách dịch lắm, con về làm gì hả con? Khi không thuyết phục được tôi, ba mẹ tôi nhờ đến dì. Dì nói là dì hiểu là con muốn về Việt Nam để mà cống hiến, nhưng ở nơi này đó, tài năng của con không có cơ hội để phát triển đâu con. Con tìm cách định cư đi, khi đã có kinh tế đó, con muốn làm gì cho quê hương mà chẳng được. Không chỉ bố mẹ, dì mà các bác đang sống ở Mỹ đều đồng ý với quan điểm đó. Lý do nào để quay về quê hương vậy? Trong vòng tròn bạn bè của tôi, chỉ ra ai không muốn về Việt Nam thì rất là dễ. Còn tìm người quyết tâm trở lại thì thật là khó khăn. Nhiều bạn lưỡng lự, không ai dám chắc chắn hai chữ sẽ về. Tôi có một cô bạn thân đang học ngành công nghệ thực phẩm, bảo học. Cô bảo ngành mình học đó về nước không xài được đâu. Còn đường mà ở Canada đó thì rộng mở. Mình không muốn trở về để chật vật kiếm một chỗ làm sau 4 năm vất vả. Một người bạn khác thì nói như thế này: từ lúc quyết tâm theo đuổi sự nghiệp sản xuất âm nhạc, mình đã biết tại Việt Nam mình sẽ không có làm được gì đâu. Một chị theo học kinh tế thì nói như thế này: đơn giản chị không muốn. Chị đang đi thực tập rất là nhiều nơi, kiếm tìm một chỗ tài trợ visa cho mình. Anh bạn học kỹ sư hóa vừa apply thạc sĩ thành công nói với tôi: anh thích nghiên cứu khoa học, Việt Nam sao có đất cho anh? Về hả? Anh không thể. Những thằng Mỹ thì hỏi thẳng vào mặt tôi: tụi mày từ Việt Nam đến đây học, thụ hưởng văn hóa của tụi tao, thụ hưởng cả những đồng tiền bố mẹ tao còng lưng đóng thuế, học xong mày phủi tay quay về nước, thế thì có công bằng với tụi tao hay không? Giữa dòng ý kiến đi đi đừng về, dữ dằn như thác lũ đẩy lùi tôi lại. Tôi nhìn về quê hương, cố gắng tìm một lý do cho mình quay lại, nhưng tìm hoài mà không thấy. Chưa bao giờ sách giáo khoa nói về những cái cúi đầu của chúng tôi trên đất Mỹ. Vì nói tự ti, quê hương thua kém hơn, mà chỉ bảo nước ta đó rừng vàng biển bạc. Chưa bao giờ chúng tôi được dạy về trách nhiệm công dân,
Chúng tôi chỉ học ganh đua điểm số, chứ không học cách cùng nắm tay nhau mà đi xây dựng đất nước. Chưa bao giờ bố mẹ nói với tôi là phải có trách nhiệm với Việt Nam, mà chỉ nói đừng về để dẫm vào đường cụt. Trên mảnh đất này, người tài không có cơ hội đâu con à. Vì tương lai của con đó, con hãy đi đi. Việt Nam ơi, người có cho tôi một lý do để trở về hay không? Đây là phần tâm sự của một du học sinh Mỹ trong dịp hè về thăm Việt Nam. Khi mà quý vị nghe Thùy Dương chia sẻ cái nội dung này đó, quý vị cảm thấy buồn không? Thùy Dương thấy đọc ở một cái chỗ đó là chưa bao giờ sách giáo khoa nói về những cái cúi đầu của chúng tôi trên đất Mỹ. Quý vị có biết không? Người Việt của chúng ta đó không phải chỉ là cúi đầu trên đất Mỹ không đâu, mà họ phải cúi đầu cả trên đất Đài Loan, cúi đầu ở trên đất Philippines, Singapore nữa kìa. Những cái quốc gia đó ngày xưa đó thua xa Việt Nam, mà bây giờ đó là Việt Nam không biết làm cái kiểu gì đó, bây giờ người Việt Nam phải cúi đầu. Các bạn có biết không, người lao động Việt Nam của chúng ta đó qua Đài Loan đó, trốn chui trốn nhủi để rồi bị cảnh sát Đài Loan dí như những là như những người phạm tội vậy đó. Tại vì các bạn không thấy những hình ảnh này trên các cái kênh truyền hình tại Việt Nam, các bạn không có thấy đau xót đâu. Nhưng mà ngược lại thì họ luôn nói gì, nước ta là rừng vàng biển bạc, vàng đâu không thấy, bạc đâu không thấy, chỉ thấy con người càng ngày càng khốn khổ hơn và con người ta cứ tìm cách để rời khỏi nước để mà đi thôi. Họ tìm một cái sự an toàn, một cái sự bảo đảm cho tương lai của họ. Và những người du học sinh đó, họ đã không trở về quê hương. Tại vì cái sự trở về quê hương đó không giúp họ đóng góp, không giúp họ xây dựng. Họ không thể nào họ bỏ, họ không thể nào họ xây dựng, họ phát triển quê hương được. Và thậm chí họ còn bị trù dập, họ còn bị chà đạp. Và thay vào đó đó là con cái của những người có quyền lực, có thế lực tại Việt Nam. Nhưng mà chúng ta đó, người dân thường đã chấp nhận, chúng ta đã để cho cái sự việc này nó xảy ra mấy chục năm nay. Và cái sự việc mà chúng ta để cho họ tiếp tục nhũng nhiễu người dân, họ bỏ qua cái quyền lợi sống của người dân là do gì quý vị? Mấy chục năm nay chúng ta bị tuyên truyền dối trá rằng xã hội Việt Nam đang rất là tốt, nhưng những cái mặt trái của xã hội Việt Nam thì chúng ta là không có được ai nói tới hết. Và thật sự là không phải không được ai nói tới, mà là không dám đề cập tới, không dám nói tới. Có một cái nỗi buồn nào hơn không quý vị? Việt Nam ơi, người có cho tôi một cái lý do để trở về hay không?